Rồi bấm mình thử nha. Đây các bạn ha. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cái máy in Bluetooth MTP3 bên mình với cái phần mềm Afada để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn lắp giấy nè và cách sử dụng máy in này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth nha các bạn, không có sử dụng mực, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi nha. Thì đây là máy in cầm tay khổ giấy là 80mm hoặc là 80cm đó các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy á thì các bạn sẽ được một cái máy in nè, một cái củ sạc nè, một cái đĩa driver để cài máy tính và một cái cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Khi mà các bạn mua máy về á, các bạn mở cái cục pin sâu ra nè. Rồi các bạn tháo cái miếng dán ở đằng sau ra nha. Thì miếng dán này bên mình sẽ dán để cách điện khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi chỗ này á, thì cái cổng sạc nha các bạn. Đây cổng tai si nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn sạc nha. Hoặc là kết nối với cái máy tính hoặc là laptop á. Còn gắn giấy vào á, thì các bạn lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nè. Các bạn bật cái chỗ này lên và ngón cái bàn tay kia các bạn chịu lại. Các bạn bật lên là sẽ lên nha. Giấy thì các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Cái tờ giấy thì nó hướng vào người của mình. Và mình để giấy nó lồi ra một chút xíu để nó in ra được nha các bạn. Thì đây là khổ giấy K80. Thì cái khổ giấy này hiện tại là cái khổ giấy in hóa đơn bán hàng nó bự nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn mở cái máy in lên nè. Các bạn bấm nút nguồn nè để các bạn mở lên nè. Rồi cái nút bên này là cái nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm một cái là giấy nó sẽ xả ra. Khi mà các bạn in á, cái chữ nó còn nằm ở dưới á, thì các bạn bấm nút này để các bạn xả ra để cho nó không bị mất chữ nha. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã lắp giấy vào rồi á, thì các bạn mở cái cục pin dưới đằng sau nè. Ở bên mình á sẽ có dán một cái tờ giấy nè. Dán cái tờ giấy này nè. Cách điện để khi mà các bạn vận chuyển á nó được an toàn nha. Các bạn mở cái cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán đó ra, các bạn lắp cục pin lại để các bạn sử dụng nha. Rồi các bạn mở nguồn lên nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm Afada để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Rồi ok, cái giao diện của phần mềm Afada nha. Rồi bây giờ các bạn vào cái dấu tròn ở trên nè. Rồi các bạn vào trong cái cài đặt máy in hóa đơn nè. Ở đây là các bạn để khổ giấy là 80 nè. Máy in của mình là máy in khổ giấy 80 Bluetooth nha. Rồi ở đây các bạn bật cái Bluetooth lên nè. Rồi các bạn nhấn tìm máy in nè. Ở trên cái điện thoại iPhone á, các bạn không cần phải ghép đôi như điện thoại Android nha. Các bạn chỉ cần vào trong cái phần mềm Afada để các bạn kết nối thôi nha. Còn cái điện thoại Android á, thì các bạn mới cần phải ghép đôi. Mình bỏ qua một bước nha các bạn. Rồi MTP3 nè. Rồi bấm mình thử nha. Đây các bạn ha. Đây các bạn, cái phần mềm Afada này in ra chữ rất là đậm và nét và rõ luôn nè. In rất là tốt luôn nha các bạn. Đó, in rất là tốt nha. Rồi mình lưu lại và kết nối nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình in thử một cái đơn nha. Đây các bạn. In nè. Máy in cũng khá là nhanh đó các bạn và trơn nha. Đó. Máy in khá là tốt nha các bạn. Ok các bạn, thì đối với cái phần mềm Afada thì cái máy in này chỉ in được trên cái điện thoại iPhone thôi. Còn điện thoại Android thì không in được nha. Đó các bạn lưu ý nha. Ok, nếu các bạn muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.